trận chung kết trong mơ Tô Chủ tịch và Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp diễn ra. Vào lúc này, chính trường Việt Nam chỉ còn hai người đủ tiêu chuẩn để trở thành ứng viên cho chức Tổng Bí thư, đó là Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng đương nhiệm. Đây là cặp đống có quyền và duyên nợ. Cả hai đều là tướng công an dưới thời ông Lê Hồng Anh làm bộ trưởng nên chẳng lạ gì nhau. Tô Lâm bản tính hung hăng, muốn dùng sức mạnh để giải quyết tất cả. Còn Phạm Minh Chính thì thâm trầm hơn, âm thầm cấu kết những thế lực khác và đợi cơ hội ra tay đánh úp. Tô Lâm không thể coi thường Phạm Minh Chính và ngược lại, Phạm Minh Chính cũng không thể coi thường Tô Lâm. Trong 3 tháng vừa qua, Tô Lâm đã đánh gục nhiều ứng viên của ghế Tổng Bí thư và giờ đây người chủ của chiếc ghế này cũng đã nhắm mắt. Tô Lâm hiện là tạm quyền Tổng Bí thư. Đây được xem là thắng lợi to lớn của Tô Lâm nhưng chưa trọn vẹn. Chỉ khi nào Tô Lâm chính thức được bầu làm Tổng Bí thư, lúc đấy mới xem là thắng lợi hoàn toàn. Một số nguồn tin đáng tin cậy cho Thời báo chấm D được biết, Bộ Chính trị hiện nay không muốn thừa nhận Tô Lâm là Tổng Bí thư chính thức. Đã hai lần, Tô Lâm ép Bộ Chính trị phải gật đầu theo ý của ông ta. Lần thứ nhất khi Tô Lâm cho lựa chọn Lương Tam Quang làm Bộ trưởng. Lần thứ nhì là khi ông Tổng Bí thư vừa mới mất, Tô Lâm đã ép Bộ Chính trị phải công bố ông ta là người tạm quyền Tổng Bí thư. Dù người tạm quyền Tổng Bí thư sẽ nắm hết mọi quyền hạn do ông Trọng để lại, nhưng đây là vị trí kém bền và không chính danh. Chỉ khi nào được bầu làm Tổng Bí thư thì khi đó vị trí Tô Lâm mới vững chắc. Nguyễn Phú Trọng chết đi, Phạm Minh Chính được xem là người đa mưu túc trí nhất tại Bộ Chính trị hiện nay. Ông Chính được đánh giá là tay chơi cờ người rất giỏi. Bằng chứng là dù Tô Lâm có đưa tướng Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh, nhưng vẫn không thể nắm được thóp nhóm đàn em của ông Chính đang là lãnh đạo tại tỉnh này. Chỉ với một lá bài Nguyễn Thị Thanh Nhàn mà Phạm Minh Chính đã khiến cho Tô Lâm trong nhiều năm qua vẫn chưa thể hóa giải bế tắc. Tô Lâm vốn là người đào to bố lớn, tất cả quy về một công thức là dùng bạo lực cách mạng. Cách làm của Tô Lâm ít nhiều có yếu tố bất ngờ, ngược lại Phạm Minh Chính thì im lìm, nhưng ông thường chuẩn bị rất kỹ biện pháp đối phó hoặc phản công. Tô Lâm và Phạm Minh Chính mỗi người có một thế mạnh riêng, tuy nhiên cặp đấu này được đánh giá là ngang tài ngang sức. Sau khi Tô Lâm hạ được Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ thì Phạm Minh Chính có vẻ như an phận vai trò người về thứ nhì. Tuy nhiên dù ở thế yếu, dù tỏ vẻ an phận, nhưng nếu ông ta âm thầm phủ được vũ khí bí mật đủ để hạ đối thủ thì liệu ông Chính có an phận làm người đứng sau hay không? Đây là câu hỏi được đặt ra. Chấp nhận như một đối thủ ngang tài ngang sức tồn tại ngay bên cạnh, điều đó có nghĩa là Tô Lâm tự nuôi cọp trong nhà. Những dấu hiệu gần đây cho thấy Tô Lâm không an tâm khi mà Phạm Minh Chính vẫn đang còn đó. Tứ trụ từ đầu nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 đã dụng đến 3 người, chỉ còn lại duy nhất có thủ tướng, thậm chí ghế chủ tịch nước còn dụng đến 2 lần. Tất nhiên, việc ông Chính có thể chủ lại cho thấy ông khá mạnh mẽ. Không phải ngẫu nhiên mà ông Chính vẫn tồn tại có bao nhiêu sóng gió của chính trường. Nguyên nhân là do ông nhanh nhạy bắt tay liên minh với Tô Lâm để mà tránh dòng bão đổ vào mình. Tuy nhiên, việc bắt tay liên minh với Tô Lâm chỉ là giải pháp tình thế, tìm kiếm sự an toàn và để tránh trở thành nạn nhân của Tô Lâm như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ. Với người khôn ngoan, biết tiến, biết thoái như Phạm Minh Chính, nếu Tô Lâm không hạ, thì trước sau gì ông cũng bị hạ. Cho nên, Tô Lâm không thể tha cho Phạm Minh Chính nếu Tô Lâm đủ sáng suốt. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm D với bản tin Trận chung kết trong mơ Tô Lâm và Phạm Minh Chính sắp diễn ra. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D. Cái tắt thở của ông Trọng, cùi đang cháy dở, vui như chảy hội. Ông Nguyễn Phú Trọng được xem là chủ của lò đốt tham nhũng. Trong 13 năm cầm quyền, ông khiến không ít người phải ôm hận. Hàng trăm quan chức lớn nhỏ bị quẳng vào lò, trong đó từng có những thanh củi gộc trong Bộ Chính trị.
thanh củi gộc nhất gần đây được nhiều người quan tâm, đó là ông Lê Thanh Hải. Lễ tang tổng trọng có ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng, và ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến dự. Ông Nguyễn Tấn Dũng là thanh củi không thể cháy trong lò ông Trọng, còn Lê Thanh Hải là thanh củi đang cháy dở. Có lẽ ông Trọng chết đi, không ai mừng bằng Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải. Nguyễn Tấn Dũng có nhiều mối thâm thù với ông Tổng, còn Lê Thanh Hải thì đang bị Tổng Trọng lên danh sách đen. Mặc dù lò vẫn cháy rực sau khi Tổng Trọng ngã xuống, nhưng xem ra ông Lê Thanh Hải đã thoát khỏi ngọn lửa của lò. Nguyên nhân là lò đã đổi chủ thì mục đích đốt lò cũng khác đi. Ông Trọng đốt lò vừa với mục đích thanh trừng, vừa mục đích làm sạch đảng, theo cách mà ông nghĩ. Trong khi đó, Tô Lâm đốt lò không vì mục đích làm trong sạch đảng, mà chỉ có mục đích duy nhất, đấy là thanh trừng những kẻ không cùng phe nhóm với mình. Tô Lâm sẽ ưu tiên việc thanh trừng đối với những người mà ông ta cho là có nguy cơ đe dọa nhóm lợi ích Hưng Yên của ông. Chính vì thế, quan chức về hưu đã không có ý cấu kết với thế lực khác để tranh giành với nhóm Hưng Yên như Lê Thanh Hải, thì Tô Lâm sẽ gác lại. Tô Lâm đang dồn lực đánh nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh, hai nhóm đe dọa thế độc tôn của nhóm Hưng Yên hiện nay. Khi còn sống, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần muốn tóm Lê Thanh Hải, nhưng bất thành. Vào năm 2018, ông Trọng đã cho khui vụ án Thủ Thiêm vừa truy bản đồ gốc để bứng nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Tuy nhiên, bằng cách nào đấy, Lê Thanh Hải đã cho đàn em làm biến mất bản đồ gốc, khiến thanh tra gặp khó khăn trong việc xác định sai phạm. Đến năm 2019, ông Trọng cho Tô Lâm vào Sài Gòn để bắt Lê Tấn Hùng là em trai của Lê Thanh Hải ra Hà Nội để mà khai thác. Tuy nhiên, kết quả lại không thể cậy ra được gì từ cái miệng của em ông trùm đất Sài Gòn. Lần thứ ba vào đầu năm 2024, ông Trọng cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương xới lại những sai phạm của ông Lê Thanh Hải. Đây được xem là lần ông Trọng quyết tóm cho bằng được Lê Thanh Hải. Nhưng rồi ngay lúc ấy, Tô Lâm tạo phản, khiến cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ xử lý Lê Thanh Hải về mặt đảng, còn phần pháp luật xem như Lê Thanh Hải đã thoát. Với những ân oán như vậy, có lẽ Lê Thanh Hải là người rất vui khi ông Nguyễn Phú Trọng nhắm mắt. Trong đám tang, ông Hải không công khai bày tỏ vui mừng như Nguyễn Tấn Dũng, nhưng rõ ràng ông Hai Nhật đã thoát được mối đe dọa lớn khi ông Trọng đột nhiên chết đi. Lo dưới thời Tô Lâm vì không còn mục đích làm sạch đảng nữa, thì rõ ràng những quan chức ăn bạo mà ăn phận thủ thường, không tham gia vào các nhóm quyền lực lớn để đấu với nhóm Hưng Yên, thì có thể an tâm. Lo đổi chủ thì luật chơi cũng đổi theo. Ông Nguyễn Phú Trọng là người giáo điều, cả đời ông tập trung vào lý tưởng cộng sản, và ông tin rằng ông làm sạch đảng sẽ giúp cho chủ nghĩa xã hội thành công. Còn Tô Lâm thì không có lòng tin ngây thơ như vậy. Đối với Tô Lâm chỉ có sức mạnh cứng, sức mạnh từ nòng súng. Tô Lâm cũng không cần phải xây dựng hình ảnh của một tổng bí thư thanh liêm, mà chỉ tập trung xây dựng hình ảnh một bạo chúa. Chỉ cần nhắc đến tên thì bất kỳ thế lực nào cũng phải khiếp sợ. Lò lọt vào tay Tô Lâm, lửa vẫn cháy bùng bùng, nhưng một số kẻ an phận thủ thường có thể an tâm ăn của dân, không chừa một thứ gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin cái tắt thở của ông Trọng, củi đang cháy dở, vui như chảy hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.